Vâng, Nghi Lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, clip mà quý vị vừa xem đó là một cái clip diễn ra tại Việt Nam mà bác sĩ Võ Xuân Sơn đã có bài viết với tựa đề là Mất dạy. Nội dung bài viết như sau: câu chuyện cậu học sinh tát cô giáo dù đã xảy ra hơn nửa năm nay, nhưng khi lan truyền trên mạng, nó lại có một tác động rất lớn ở trong xã hội. Nghe nói cháu sinh đã bị kỷ luật và đã bỏ học luôn rồi. Đứng trên cương vị là cha mẹ của cháu học sinh ấy, tôi nghĩ là tôi sẽ rất đau lòng khi con mình đang học lớp 8 mà bỏ học. Rồi nó sẽ ra sao? Khả năng để nó trở thành Edison sẽ là rất nhỏ, trong khi cái khả năng lớn là nó sẽ trở thành một mối nguy hiểm cho xã hội khi mới hơn 10 tuổi đã bị tống ra ngoài lề cuộc sống. Nhiều ý kiến cho rằng cái học sinh đó là mất dạy. Đúng vậy. Nhưng tại sao một học sinh sống dưới mái ấm gia đình, được dạy dỗ dưới mái trường xã hội chủ nghĩa mà lại là một kẻ mất dạy chứ? Nếu chỉ kết tội cháu đó là mất dạy thì có thỏa đáng không? Có cần phải xem là tại sao mà một cháu bé được hưởng mọi sự dạy dỗ lại trở thành mất dạy? Hay là nền giáo dục của chúng ta đã trở nên mất dạy? Người ta hay dùng từ trơ trẽn, vô liêm sỉ để nói về một số quan chức, đặc biệt là cả các quan chức giáo dục. Thầy hiếp dâm trò, thầy lấy trò ra để phục vụ tình dục cho các quan chức. Cô giáo thì được điều đi phục vụ cho các quan chức nhậu. Thầy thì nâng điểm cho con các quan chức chân chân. Điều đó là trơ trẽn, vô liêm sỉ hay là mất dạy chứ? Còn hơn thế, người đứng đầu ngành giáo dục còn bao che cho việc điều các cô giáo đi phục vụ quan chức nhậu nhẹt, còn bảo đảm là kỳ thi không có khuất tất gì, trong khi lại sửa nâng điểm diễn ra trên diện rộng và mức độ thì thật là kinh khủng. Đó là bỉ ổi, đê tiện hay mất dạy? Xem ra nhiều quan chức cấp cao, bao gồm cả những kẻ nắm giữ trọng trách trong ngành giáo dục này, còn mất dạy hơn cả cậu học trò mất dạy kia. Vậy thì làm sao mà cái nền giáo dục được những kẻ mất dạy điều khiển lại không sản sinh ra một học sinh mất dạy được? Nhà trường thì đã vậy, xã hội thì sao? Một xã hội mà dối trá lên ngôi, biến tấu từ ngữ kiểu như mặt chạm vào gậy, hay là tự xác định cái mức lương tăng trưởng 145%, ngay cả khi bao nhiêu người đang chưa biết sẽ sống ra sao. Một xã hội bất chấp mọi quy tắc truyền thống để bứng một cây cổ thụ từ nơi này mang cắm sang một nơi khác và gọi đó là trồng cây theo cái nghĩa Tết trồng cây. Với một xã hội mất quy tắc như thế thì làm sao mà cha mẹ học sinh không nhiễm những thói hư tật xấu của các bậc mẫu nghi thiên hạ và học sinh không bị mất dạy cho được? Cho nên tôi cho rằng việc cháu bé tát vào mặt cô giáo ở Hà Nội chỉ là cái màn mở đầu cho những biểu hiện tất yếu kết quả của nền giáo dục xã chủ nghĩa và lối sống của nhóm lãnh đạo được chọn lọc kỹ càng bởi một hệ thống được điều khiển bởi nhiều kẻ mất dạy. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, Việt Nam hôm nay với thể chế cộng sản toàn trị, khi nói cái nền kinh tế tụt hậu, mọi người và ngay cái tà quyền cộng sản vẫn nói là bởi quốc nạn tham nhũng. Nhưng mà khi nói đến đạo đức băng hoại thì người ta nói đến tệ trạng giáo dục nhồi sọ. Trong đó một vấn đề khác được gọi là quốc nạn mà theo bài viết của cây bút Thái Hậu, đó là việc dạy thêm. Bài viết có nội dung như sau: dạy thêm cấm và không thể cấm. Dạy thêm không phải chỉ là vấn đề mà phải gọi đúng tên, quốc nạn. Những di hại mà nó để lại ở trong thân thể, tâm hồn và trí tuệ của thế hệ trẻ là không có gì đo đếm nổi. Đã đến lúc không thể khoan nhượng với cái thứ tội ác được cấp phép này nữa. Không nói về những nhu cầu chính đáng của việc học thêm, vì bản chất nó khác hẳn và cái cách giải quyết nó cũng đơn giản vô cùng. Ở đây chỉ nói thêm về cái căn bệnh dạy thêm. Phải nói ngay rằng dạy thêm và học thêm
không thể cấm nếu không thay đổi chương trình, phương pháp và cách thức thi cử. Chính cái hệ thống dạy học thi đang lâm bệnh này đã sinh ra lắm vấn nạn cho nền giáo dục. Phải gọi đúng là thi dạy học, vì thi nó quyết định toàn bộ cách thức dạy và học. Chúng ta đang có một nền giáo dục về bản chất không khác với cách đây khoảng 600 năm trước, một cái lối giáo dục tầm chương trích cú, giáo dục thuộc lòng mà ngày nay người ta gọi là luyện gà nòi, là nuôi gà công nghiệp, những con gà to xác nhưng chậm chạp và trì độn. Hãy nhìn vào bôn văn để làm ví dụ. Điều này tôi đã nói nhiều lần, kỳ thi quốc gia quan trọng nhất của đợt sinh đang như thế nào? Để có hai phần là đọc hiểu và làm văn. Phần thứ hai cơ bản là học thuộc, phần thứ nhất thì có hình thức là vận dụng, nhưng thực chất cũng là một dạng thuộc lòng. Vài câu hỏi chiếu lệ, vô thưởng, vô phạt, mà sự khác biệt lớn nhất có thể tìm thấy trong những câu trả lời của học sinh là độ mượt mà trong việc viết câu văn. Ở các môn khác, cùng cách dạy học và thi cử, cơ bản nó cũng cùng một tính chất như vậy. Hãy tưởng tượng, với một tác phẩm là Vợ chồng A Phủ thuộc chương trình lớp 12, nằm ở trong hệ thống kiến thức thi Trung học phổ thông quốc gia, học sinh ít nhất đã luyện từ khi đang học lớp 11. Đối với các trường chuyên, lớp chọn thì phần nhiều là luyện ngay từ khi vào lớp 10. Trong suốt 3 năm phổ thông trung học cho đến ngày thi, học sinh có thể đã phải ngồi ở trên lớp để học đi học lại cái bài ấy khoảng 5 đến 7 lần. Học vào lúc nào mà nhiều được đến thế? Là vào những buổi dạy thêm, học thêm. Cái khốn khổ là nếu lần đầu đọc tác phẩm thì người ta còn có chút hứng thú, nhưng ngay lập tức cái hứng thú ấy nó bị hủy hoại vì việc phải thuộc bài theo ý của giáo viên và sách giáo viên để đáp ứng các kỳ thi. An toàn là trên hết, bắt đầu ngán ngẩm. Nhưng ngán không có nghĩa là được phép quên đi mà phải học. Nếu không học thì giáo viên đã có đủ phương pháp là kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, một tiết, hai tiết, báo cho phụ huynh, viết bản kiểm điểm, nêu tên trước cờ, vân vân và vân vân. Cho đến khi nào ý chí của người học trò hoàn toàn bị đè bẹp, dù muốn hay không thì vẫn phải cố mà nhớ mà thuộc. Còn nếu không thuộc nổi thì tìm cách đối phó như dở tài liệu, nhìn bài bản, nói dối, vân vân. Nói chung là tự phá hủy nhân cách để đổi lấy sự an toàn. Một phần học sinh có mục đích rõ ràng trên con đường học vấn, các em sẽ cố gắng, sẽ gắng sức, siêng năng, chăm chỉ. Nhưng với lối thi cử và học hành này, cái con đường thật gian nan, bởi thay vì bị nhồi nhét, các em buộc phải tự nhồi nhét. Và trong cái sự khắc kỷ ấy, những học sinh này nó cũng thường không bao giờ được phép giữ lại cái nhìn cá nhân của mình. Một quá trình tự thân đào thải cá tính đã phải diễn ra. Bi kịch chưa dừng ở đó. Số lượng kiến thức để vượt qua kỳ thi là khủng khiếp, trong khi hầu hết kiến thức ấy là ghi nhớ một cách máy móc, và hệ quả là sự quên. Quên thì tự nhồi nhét trở lại. Nhưng cái khốn khổ của đầu óc con người là nó không thể nhớ được cái mớ lộn xộn ấy nếu đó không phải là những điều mà nó đã ngộ ra. Vì như thế, người ta phải học, học nữa, học mãi, học cho đến đêm cuối cùng trước ngày thi. Vì chỉ cần rời ra là sẽ quên. Chưa nói tới cái vô tích sự của những tri thức ấy. Chỉ riêng nói về cái cách thi và học, chúng ta đã thấy cả sự điên rồ của nền giáo dục. Học sinh không thể nào không học thêm với một cung cách giáo dục như thế. Vì sao? Vì tự thân nền giáo dục đã không tạo ra động cơ lành mạnh cho sự học được bắt đầu. Khi không có động cơ thì người ta phải tìm cách thức là thủ công, cơ giới, lạc hậu và mang giả để thay thế. Các học thêm là một trong những công cụ như thế. Mà ác nghiệt thay, đó là lại là thứ công cụ ổn nhất. Cái công cụ này lợi cho cả đôi bên, giúp nhà trường và cả giáo viên thu tiền và thành tích, đồng thời cũng giúp học sinh tự giữ được mình ở trong căn phòng khóa ngoài mà người giữ chìa khóa lại là kẻ khác. Nghĩa là một cái nhà tù tự tạo để không đánh mất đi cái lý do duy nhất của việc học. Tính chất vụ lợi của con buôn ở trong giáo dục và sự háo danh hảo thì có lẽ không cần bàn thêm nữa, vì ai cũng đã thấy. Tuy nhiên, không phải vì đã thấy mà chúng lại tự rơi rụng đi.
cần một lệnh cấm tuyệt đối, không ngoại lệ, để thiết lập lại đạo đức trong nhà trường và chấn hưng nền giáo dục. Chúng ta cần những con người biết tư duy và có nhân vị độc đáo, chứ không phải là những thẻ nhớ di động. Vì thế, phải thay đổi phương thức kiểm tra đánh giá, từ đó thay đổi phương pháp dạy và học. Chúng ta cần thấy một nền giáo dục khỏe mạnh, chứ không phải là một sự xanh xao đầy bệnh hoạn này. Cha mẹ cần nhìn thấy những đau khổ con cái của mình trong hiện tại và cả tương lai ở một lối giáo dục phi lý như thế. Từ đó mà thôi đi, đừng có đặt gánh nặng lên những đôi vai nhỏ bé của chúng. Hãy phản đối trường học thêm và cự tuyệt việc cho con đến những lớp học ấy. Hãy gây sức ép lên nền giáo dục buộc nó phải thay đổi, chứ không phải chạy theo và gián tiếp hà hơi tiếp xúc cho một thân thể giáo dục đầy bệnh tật được sống mãi ở trên nỗi khổ của bệnh nhân và con em như thế. Thay vì than vãn, hãy hành động. Và việc đầu tiên là cho con ở nhà từ ngày hôm nay. Cấm và cự tuyệt chỉ là cái bước sơ cứu ban đầu, chừng ấy chưa thể giải quyết được vấn đề. Cái nạn dạy thêm sẽ trở lại nếu nền giáo dục vẫn không thể xây dựng được những giá trị và phương thức khoa học nhân văn. Như vậy, trách nhiệm chính vẫn là Bộ Giáo dục, là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, tóm lại là ngành giáo dục và nhà nước nói chung. Nếu không làm được việc này, thì ngành giáo dục không còn tính chính danh nữa. Đến đây, một dân chúng có lý trí sẽ không bao giờ chấp nhận nuôi báo cô một kẻ vô dụng nhưng lại luôn bắt nạt mình nữa. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một bài viết lên án cái nền giáo dục và cái lối nhồi sọ. Nghe lời trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, làm người của công chúng không phải dễ. Làm người có chút tiếng tăm rất khó, phải ráng giữ gìn nó bằng chính đạo đức của mình. Dần, một dạng làm người của công chúng là những người làm nghệ thuật mà được người đời gọi chung là nghệ sĩ. Tại Việt Nam, cây bút Nguyễn Gia Diệp có một bài viết với tựa đề Kiếp Cầm Ca, điểm lại việc xuất thân và tư cách hành nghề của những người nghệ sĩ trước năm 1975 và hiện nay sau năm 1975 với một mong cầu hay một kết luận như sau. Cho nên người ta mới khen ngợi, quý trọng những nghệ sĩ chân chính, xứng đáng với nghiệp vị của họ. Số này không nhiều, nhưng hoàn toàn xứng danh người nghệ sĩ. Thưa quý vị, cái bài viết Kiếp Cầm Ca của cây bút Nguyễn Gia Diệp có nội dung như sau. Thấy trên một tờ báo mạng, kịch sĩ Việt Anh nói rằng một điều đáng buồn là nhiều bạn nghệ sĩ trẻ rất ít đọc sách. Các bạn có thể rất giỏi chém gió về đủ mọi đề tài trên mạng xã hội, nhưng nói đến sách là ngồi yên vì không biết gì để bình luận. Thiệt là vâng, có nhiều nghệ sĩ ở trong quạt kép lên TV, cầm micro hay bước lên sàn diễn là nói như mắt thằng bố, như súng nã liên thanh. Nhưng để ý kỹ sẽ thấy họ rất dốt nát về văn hóa, lịch sử và xã hội. Việc anh nói không sai. Anh là người dũng cảm đó, dám nói thẳng, nhưng chưa đủ. Trẻ không có, mà cả những nghệ sĩ già cũng chưa hề đọc. Cách đây gần 2 tháng, anh Việt Anh có vô tình dính trong game show mạng với một chị nghệ sĩ cũng xế chiều rồi, nhưng có tiếng là hay rất quớt. Đưa việc dính tới một streamer và một số nghệ sĩ chuyên sống về quá thân trong các web drama giang hồ chợ lớn. Họ đã bước cái rột từ gia diễn ra ngoài đời làm những người hùng đường phố. Trong phim Chưởng Hồng Kông hay có câu là quân tử động khẩu bất động thủ. Ở Mỹ đó, nhà nào cũng có súng, mà nếu ai đó mà tự ý xông vô nhà người khác thì có khi đã là một thế giới khác rồi. Và anh Việt Anh đã dính chưởng trong vụ đó một cách rất vui. Người ta hay nói người nghệ sĩ thường là những người có tâm hồn nhạy cảm. Họ sinh ra để đứng dưới ánh đèn màu, để mà hóa thân hàng trăm nhân vật
nhiều tâm trạng khác nhau trên sân khấu. Ngày xưa, giới sướng ca toàn là con nhà nghèo, con nhà giàu thì không theo sướng ca. Có là tài tử, chứ không phải làm nghề mưu sinh. Hồi xưa nghề hát rất cực, rày đây, mai đó, hát đình, hát miễu, ngủ dưới sân khấu, kèo queo thất thịt, lại bị định kiến. Con nhà nghèo mà theo hát sướng thì cũng bị cha mẹ quanh lên bờ xuống ruộng. Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ. Má ơi đừng đánh con đau, để con hát bội làm đào má coi. Má ơi đừng đánh con hoài, để con câu cá nấu xoài má ăn. Trong giới sướng ca, cải lương xưa đọc kép phần đông là con nhà nghèo. Tất nhiên là họ đam mê trước, rồi vì nghèo mà theo gánh hát rày đây mai đó giúp mẹ nuôi em. Vì nghèo nên các bậc tiền bối học hành không có bao nhiêu chữ. Đọc sách thì biết là bà Năm Phỉ không biết đọc. Bà chỉ biết ký cái tên khi làm công tra. Tập tuồng thì bà nghe người ta đọc bận là thuộc liền. Một nữ nghệ sĩ nổi tiếng kia kể rằng lớn lên không hề biết chữ, là nhà nghèo, làm việc có đi học. Tới khi cô 15 tuổi đi theo gánh hát thì mấy thầy tuồng mới dạy vài chữ cho cô. Không học nhiều, nhưng các bậc tiền bối nói chuyện rất chừng mực, khuôn phép dè chừng, khiêm cung trước khán giả. Có thể nói thẳng, với văn hóa Nam Kỳ, cái giới hát sướng luôn dè chừng khán giả, thậm chí là sợ khán giả. Vì bà con nuôi đào kép, nuôi gánh hát, bà con thương mua xe hơi, mua nhà lầu, bà con ghét thì coi như tiêu tán được, húp cháo trắng. Vì nghề hát là phục vụ cho bà con, làm trò mua vui cho mọi người. Ta coi hát bội, thấy các nhân vật ra sân khấu sẽ tự xưng danh là như ta đây, là để khán giả biết nhân vật vậy thôi. Nhưng đó là sân khấu, nhưng ngoài đời ít ai tự xưng kiểu như vậy lắm, vì rất kỳ khôi. Cải lương tiến bộ mà người nghệ sĩ xưa đào hát, kép hát nó cũng rất tiến bộ. Từ bình dân lên đỉnh cao, nhưng họ vẫn chừng mực, khuôn phép khi đối diện với công chúng. Khi bà con vỗ tay, họ mừng muốn khóc, nhưng mừng là để đó, không có được chảnh dạy đời khán giả. Ta đây với khán giả, khi diễn dây ác, bị ghét, thậm chí bị quăng đồ lên sân khấu, họ cũng khóc, nhưng cũng là khóc rồi thôi. Nghề nó vậy mà. Thiên hạ có thương có ghét chuyện thường. Thế nào là người của công chúng? Người nổi tiếng, người của công chúng, tức là nhân vật đó được nhiều người ái mộ. Họ có sức ảnh hưởng lan tỏa và sâu rộng mạnh mẽ trong xã hội, được xã hội trọng thị, đưa đón. Và tất nhiên có khen sẽ có chê. Nói chung có quyền lợi và có trách nhiệm chịu sự xét nét của công chúng. Nhiều nghệ sĩ nói, ủa, nghệ sĩ cũng là con người mà, mọi người thần tượng tôi, nên tôi là của mọi người và tôi phải sống có trách nhiệm với công chúng ư? Thật là phi lý, vì công chúng cứ xen vô những cái thứ mà tôi không muốn. Tôi xin thưa với nghệ sĩ, nghề hát sướng, ánh đèn mà, giải trí mà, quý vị luôn làm mọi cách cho thiên hạ phải xoay quanh quý vị. Quý vị làm mọi cách gây scandal để công chúng phải để ý, gọi là mọi cách. Vì có khi con đấu tố mẹ, vợ đấu tố chồng, rồi thì mới đây là có chuyện là mẹ nuôi đấu tố con nuôi, thì khán giả dò xét tuốt tuồn tuột hết, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, quý vị cũng là lẽ thường. Cái nghề hát sướng nó như vậy đó, thích thì theo tiếp, không thì bỏ nghề đi. Người hát, người diễn cần khán giả, chứ khán giả không cần người hát. Cái câu này chính xác, bởi vì sẽ có hàng vạn người khác đẹp hơn, tài năng hơn, thế bạn liền. Khán giả sẽ là người quyết định. Có một bài hát là khi trót mang dương kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Nghệ sĩ là phải chấp nhận khán giả khen chê, nhận xét. Đó là cái nghiệp dĩ. Quan trọng, quan trọng là thái độ thế nào để bước qua những cái lời nhận xét đó. Nhưng tiếc thay, tiếc thay là có nhiều nghệ sĩ ngày nay không muốn bị khán giả nhận xét. Họ chỉ muốn khán giả
cầm dù rót nước cho họ thôi. Họ là muốn chọi lại khán giả, muốn thể hiện ta đây với xã hội, và thậm chí nô dịch khán giả, ra giá với khán giả. Cái tư tưởng đó nó có từ sau năm 1975 và sùm trong vài năm gần đây. Nghệ sĩ thường lên TV, lên game show, YouTube thì hình như muốn hư hết. Một phần là họ dốt ở trong cái đầu, phần khác là cái bản tánh háo thắng và hãnh tiếng của họ quá cao. Lên vài game show, vài chương trình, làm chỉ ba anh bảy trong vài cái web drama, vậy là lên đỉnh, ta đây là nghệ sĩ. Thiên hạ sẽ nói, cái ngữ đó mà là nghệ sĩ cái gì? Là con hát, xài cái từ con hát sẽ khiến nhiều người làm nghề chân chính chạnh lòng. Nhưng nó là chính xác. Không những thiếu trình độ, rỗng tâm hồn, không đọc, không nghe và không nhìn lại bản thân mình, diễn na ná như nhau, cứ lên sân khấu, giả, rồi quay clip, lồng vào tiếng vỗ tay và quăng lên YouTube, thì cứ nghĩ mình là đẳng cấp. Vì không tự trọng, nên nhiều nghệ sĩ phạm sai lầm là xuất hiện dày đặc trên truyền thông, làm khán giả chán, rồi bực thì khán giả sinh ra ghét và nhìn như kẻ thù. Người nghệ sĩ ngày nay rất chịu khó chăm sóc ngoại hình, tập gym, độn mũi, cắt mắt, bơm vú, bơm mông, tắm trắng, áo quần hiệu, xe hơi, biệt thự, vân vân. Nhưng mở miệng ra thì rất thúi, thú quắc luôn. Có những nghệ sĩ nổi tiếng nhưng dốt như cô ca sĩ DRTH thì không ai nói. Còn có những người mang tiếng là tốt nghiệp đại học này nọ, trường sân khấu đàng hoàng, nhưng mở miệng ra, cư xử với khán giả thì rồi nó còn phải nổi da gà. Ai cũng ráng cười xinh, nhưng đó cũng lại là lớp vỏ bọc cho những cái thứ hạ cấp về nhân cách sống. Hình như nghệ sĩ ngày nay không đủ thời gian để xây dựng bồi đắp đến phẩm chất hay sức mạnh nội tâm ở bên trong của mình. Đừng có nói trẻ, mà có những người thuộc về già nó cũng ngáo đá như thường. Ai còn nhớ một DV già ở trong phim PK viết Facebook đòi giả vô mặt những khán giả nhận xét thẳng về một phim. Thú thiệt nha, một nữ nghệ sĩ có nhan sắc với làn da mịn màng, một cái anh chàng trang phục thanh lịch ấn tượng, dốc dáng hoàn hảo, 6-7 múi, áo quần hàng hiệu, nước hoa thơm phức đó. Nhưng thật ngạc nhiên khi qua vài câu giao tiếp, qua vài hành động xử thế, bạn bỗng phát hiện ra cô ta, anh ta trở nên thật tầm thường vì cái dốt ở trong đầu cô ta hay anh ta lòi ra. Nói thật, nó chẳng khác gì bạn đang ngắm một cái bông hoa lạ nhưng thiếu mùi hương, thậm chí nó có mùi lá thối địch. Anh tưởng nước giếng sâu, anh nối sợi gầu dài, ai ngờ nước giếng cạn, anh tiếc hoài sợi dây. Hình ảnh giới sướng ca luôn bắt mắt mọi người, nó tạo ra sự quyền bí lung linh. Nhưng tại sao giới này thay vợ đổi chồng như thay áo? Ngoài nguyên nhân là tiền tài danh vọng và sự nhạy cảm của nghệ sĩ, còn có một nguyên nhân nữa là đụng người rỗng ở bên trong. Đại gia nào cũng thế, với hàng trăm người khác, ban đầu thì lung linh cái đẹp dánh đèn, về sống chung mới banh chành té bữa, mụ nội đội chú khô. Thú thiệt, áo quần đẹp, da dẻ sáng, mùi thơm cỡ nào thì lên giường khi tụt ra nó cũng như nhau mà thôi. Rồi trúng ngay một cái bạn đầu óc cạn hiểu thì phải nói là thất vọng dữ lắm. Thành ra, khi thành nghệ sĩ có tiếng thì người đó phải nhìn lại mình, thận trọng bước đi, cư xử chừng mực, tập bỏ cái thói sân si, chăm lo đọc sách, học hỏi xung quanh. Cái đó là cái dài lâu cho nghiệp diễn của mình đó, tạo ra cho mình giá trị vững bền trên mức độ có trí thức. Làm nghệ sĩ không có dễ, làm người có tiếng là càng khó, mà để thiên hạ có cái nhìn thiện cảm trân trọng mình thì càng khó nữa. Không có nhiều người làm được chuyện này đâu. Chợt nhớ ông Diễn Châu có mấy câu thơ: khi bức màn buông danh vọng hết, người về lòng rũ sạch sầu thương, người về cởi áo lao son phấn, trả cả vinh quang lẫn đoạn trường. Và cái đoạn Phượng Hoàng: đêm đêm mang tiếng nhạc lời ca, dệt gấm thêu hoa giữa chợ đời mang trá, thấy cuộc đổi thay lòng người điên đảo, mỏi gối phong trần bởi nặng nợ cầm ca,
đó rồi đêm đêm trút cạn máu tim cho nhân thế dơi sầu, dưới ánh đèn đêm thương vai khóc mướn. Khi màn nhung khép lại rồi môi cũng nhạt màu son, chân đó là đặc trưng của nghề hát. Ai đi vô đều phải chấp nhận mới gọi là nghiệp dĩ của cuộc đời. Dù buồn hay vui thì người nghệ sĩ phải giữ đạo hát của mình. Ở trong đó đạo lý xã hội thì không lỗi thời bao giờ đâu. Ai dám bước qua giới hạn, người đó sẽ trả giá. Làm người của công chúng không phải dễ. Làm người có chút tiếng tăm rất khó. Nên phải ráng giữ gìn nó bằng chính cái đạo đức của mình. Cho nên người ta mới khen ngợi, mới quý trọng những nghệ sĩ có chân chánh, xứng đáng với nghiệp dĩ của họ. Số này không nhiều, nhưng hoàn toàn xứng danh người nghệ sĩ.